Xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng 11 năm 2024. Truyền thông Thành Võ xin lần lượt tổng hợp các công trình phần việc tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, nơi các thầy theo cha, học cha rồi lớn lên tại đây và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ công trình khoa học hỗ trợ điều trị ung thư của cha Pedro Nguyễn Văn Tường nhằm mục tiêu hỗ trợ tích cực cho bệnh nhân ung thư như lời cha Tường đã dạy. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn thân mến, tính đến thời điểm này, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không, nơi các thầy đang làm việc, đã nhận rất nhiều sự hỗ trợ nhiệt tình của nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, cùng sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, đã góp phần phục dựng lại phòng khám thêm khang trang hơn trước đây. Nhưng về kiến trúc tổng thể thì đảm bảo như cũ, để gợi nhớ kỷ niệm nơi mà cha Pedro Nguyễn Văn Tường cùng các thầy đã trải qua một thời để nhớ. Cùng ăn, cùng ở, cùng đồng hành, làm việc với nhau, cùng chia sẻ ngọt bùi như trồng thảo dược, nuôi gia súc, xây dựng phòng khám, tiếp đón bệnh nhân ung thư và hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư. Sự đoàn kết, phối hợp, làm việc bài bản, nhịp nhàng và đạt những kết quả tuyệt vời. Đến hôm nay, các thầy xây dựng tình cảm ấy ngày càng phát huy và giữ vững. Thưa quý ông bà, cô chú, quý anh em và các bạn, mới đây phòng khám đã nhận được một sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, trao tặng một lò sấy thảo mộc công suất từ 20 đến 30 một kg thảo mộc tươi trên một đợt sấy khoảng 6 tiếng đồng hồ. Hệ thống máy sấy rất hiện đại, tự điều chỉnh nhiệt độ để đảm bảo thảo mộc không quá nóng, không quá áp lửa làm cháy thảo mộc. Nhiệt độ vừa phải làm cho thảo mộc phát huy tác dụng cao nhất. Những ngày tới đây, cơ quan chức năng tiến hành thẩm định lò sấy thảo mộc để hoàn thành các thủ tục cần thiết đáp ứng nhu cầu nguồn thảo mộc cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không. Thay mặt các thầy Thành Võ, biết ơn mạnh thường quân đã hỗ trợ lò sấy thảo mộc cho phòng khám các thầy, vì đây là tấm lòng đã thật sự chạm đến nỗi niềm của các thầy ở đây đang đau đầu phải làm sao có một nguồn thảo mộc ổn định cho bệnh nhân, và điều đó đã đáp ứng để giải quyết một trong những khó khăn trước mắt. Cũng tại thời điểm này, mạnh thường quân cũng đã hỗ trợ các thiết bị y tế cho phòng khám là máy đo nhiệt độ, máy đo lượng oxy cho phòng khám. Các thầy cũng chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ tích cực cho phòng khám trong những lúc khó khăn như hiện nay. Tuy nhiên, phòng khám của các thầy cũng còn gặp rất nhiều khó khăn về tài chính để phục dựng lại phòng khám và mua sắm các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho bệnh nhân và người nuôi. Lâu dài, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ xin các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục chung tay mở rộng vòng tay yêu thương giúp đỡ các thầy vượt qua khó khăn trước mắt, để các thầy ổn định về mặt tài chính, không bận tâm lo lắng, để có thời gian chú tâm vào bệnh nhân. Các thầy đang cần các mạnh thường quân, nhà hảo tâm như những bệnh nhân đang cần các thầy để xoa dịu nỗi đau vào thời điểm cơn đau nhất đang hoành hành dữ dội như cướp đi mạng sống vậy. Kính thưa quý ông bà, cô dì, anh chị em và các bạn, công trình phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không, nơi các thầy đang làm việc,
cũng đang trong giai đoạn nước rút. Tuy nhiên, phòng khám đang gặp khó khăn nên chờ đợi vài ngày để có kinh phí thanh toán các khoản vật liệu xây dựng, tiền công thợ hồ và những chi phí cần thiết khác. Tuần qua, Mạnh Thường Quân cũng đã hỗ trợ 10 thùng bê và đang lăn bê tại các phòng khám. Còn hệ thống điện trong nhà, hàng rào phía sau cũng đang kêu gọi Mạnh Thường Quân tiếp tục hỗ trợ cho phòng khám. Về hoạt động của phòng khám, các thầy đã tạo điều kiện cho các bệnh nhân ổn định tinh thần, đã khỏe trở lại, đi khám, xét nghiệm tại các bệnh viện. Hầu hết các bệnh nhân đi khám có các chỉ số ung thư và kết quả rất khả quan. Vào những ngày giáp Tết, có khả năng phòng khám sẽ tổ chức nhiều buổi lễ hoàn thành phát đồ hỗ trợ điều trị ung thư cho bệnh nhân. Thưa cô, vậy cô cho biết họ tên bệnh nhân, mã số bệnh nhân với gọi quê ở đâu, bệnh gì cô? Cô là Trần Thị Diện, cô ở Đắk Nông, Đắk Minh. Mã số của cô là 827. Cô vào đây chữa bệnh là được 80 ngày rồi. Hôm kia là cô đi bệnh viện Thiên Ân, cô đi kiểm tra thì cái số chỉ số của cô là âm tính rồi, là cô đã khỏe rồi. Thì cô về thì thầy cũng xem rồi, thì thầy chuẩn bị là cho cái phác đồ của cô là cái chỉ số là xuống rồi, là giờ thầy chuẩn bị cho cô được ra viện, là cô được khỏe rồi. Là cô cũng xin cảm ơn thầy, cảm ơn chữa rồi, cảm ơn cha đây, các thầy đã tận tâm là chữa bệnh cho cô. Thì hôm nay là cô đã chuẩn bị là hoàn thành, cô được trở về với gia đình rồi, thì cô xin cảm ơn. Cô cho biết hồi lúc đầu mà vô đây đó, tình trạng của cô như thế nào, bác sĩ bảo như thế nào? Thì hồi xưa thì cô vào thuốc là 6 liều rồi, thì bệnh viện là cô bị ung thư phổi, là cô giai đoạn 4 rồi. Rồi thì bệnh viện trả đấy đó, thì cô nghe, cô xem tên clip của cha thì cô biết là cha đây chữa bệnh về cái phác đồ ăn chảo nano, rồi uống thuốc thảo dược nano, rồi cô xuống đấy. Thì cô cho biết trong quá trình mà thực hiện phác đồ có khó khăn gì không cô? Không, thì cô cũng theo phác đồ của cha thì ăn chảo thì uống thuốc, thì hôm nay là cô đã hoàn thành là tốt rồi. Cô có nhắn nhủ gì với những người mà mới vô? Thì cô cũng các bệnh nhân mà mới vào thì cô cũng xin là bảo các bệnh nhân là nên theo phác đồ của cha, rồi uống thuốc thảo dược, rồi ăn chảo nano theo cái phác đồ của cha, là các bệnh nhân cũng sẽ được như cô là được khỏe bệnh, để trở về với gia đình. Năm mới cô chúc gì không? Tháng năm mới thì cô cũng xin chúc cho các bệnh nhân là được mau theo phác đồ của cha đi, được mau khỏe bệnh để trở về với gia đình như cô vậy. Còn các thầy? Đây cũng xin chúc các thầy thì được sức khỏe dồi dào, để các thầy chữa theo tâm nguyện của cha, thì để theo là để chữa bệnh cho các bệnh nhân được sự khỏe mạnh để trở về với gia đình. Rồi, chúc các thầy gia đình, chúc các thầy là năm mới đây gia đình đây được hồn an sắc mạnh, để được mọi sự như ý, đây gia đình được mọi sự như ý, được khỏe mạnh, đời bình yên trong gia đình vậy. Dạ, con cũng thay mặt các thầy cũng như phòng khám đây chúc cô về mạnh khỏe, có cuộc sống mới nha cô. Cảm ơn thầy. Thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ xin tri ân các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, cùng chính quyền địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám vượt qua khó khăn. Phòng khám xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp xây dựng phòng khám và phục dựng lại các công trình của cha Pero Nguyễn Văn Tường, nơi các thầy khám chữa bệnh. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ rất biết ơn, và trước thềm năm mới, con kính chúc các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương đón năm mới Giáp Thìn 2024 an khang thịnh vượng, ngập tràn niềm vui và cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Chúc người bệnh và người nuôi hoàn thành phác đồ của cha thật sự hết bệnh, để đón Tết với gia đình, người thân, để các công trình phục dựng phòng khám thêm khang trang và lâu bền,
con thay mặt các thầy kêu gọi nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ phòng khám để có kinh phí chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã dạy, như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha ngày càng có ý nghĩa. Đến đây, truyền thông Thành Võ xin kết thúc video tại đây. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Xin tạm biệt. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải. Sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp. Nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.